Hiện tỉnh Long An có 249 hợp tác xã nông nghiệp với trên 5.300 thành viên. Về ngành nghề hoạt động của các hợp tác xã khá đa dạng như là dịch vụ nông nghiệp, mua bán vật tư nông nghiệp, nông sản, tham gia sản xuất. Các hợp tác xã hoạt động tương đối ổn định. Tín hiệu tích cực nhất là một số hợp tác xã tại Long An đang thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động theo đúng luật hợp tác xã năm 2023. Phương thức hoạt động của các hợp tác xã được đổi mới theo hướng liên kết chuỗi, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng mô hình ra phạm vi toàn tỉnh. Bên cạnh đó, mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân đang phát huy hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, các chuỗi liên kết sản xuất vẫn còn nhiều hạn chế như tỷ lệ các hộ tham gia liên kết sản xuất thấp so với mặt bằng sản xuất chung. Mối liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp và nhà phân phối trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vẫn còn lỏng lẻo, sản phẩm chưa được tiêu thụ nhiều. Giá lúa gạo thơm tại đồng bằng sông Cửu Long đang tăng nhẹ nhưng nguồn hàng về rất ít trong khi nhu cầu đang tăng. Tại các chợ bán lẻ, gạo thơm được chào bán với giá cao dao động ở mức 20.000 đến 22.000 đồng một ký. Cụ thể, gạo jasmine 17.000 đến 18.000 đồng một ký, gạo nàng qua 21.500 đồng một ký, thơm thái hạt dài 20.000 đến 22.000 đồng một ký, gạo hương lại 22.000 đồng một ký, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng một ký, gạo Nhật giá 22.500 đồng một ký. Tương tự, với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, lúa nàng qua chín có giá từ 8.400 đến 8.600 đồng một ký, lúa Nhật ở mức từ 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Liên quan đến vụ việc hàng chục hộ dân trồng qua Tết tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre dở khóc dở cười vì mua phải giống kém chất lượng. Mới đây, người cung cấp giống đã đứng ra xin lỗi vì chính người này cũng không hề biết cây giống mình sản xuất kém chất lượng. Anh Quỳnh Văn Anh cho biết giống cúc mà gia đình anh cung cấp cho người dân được chọn lọc và giữ lại từ vụ trước. Giống cúc này anh mua từ Tiền Giang, sản xuất đạt hiệu quả cao nên anh đã dâm cành nhân hơn 100.000 cây giống bán cho bà con. Không chỉ những hộ mua giống bị thiệt hại, chính gia đình anh cũng mất trắng gần 7.000 giỏ cúc. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, xuất khẩu cua ghẹ và giáp xác khác của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao trong tháng 9 năm 2024 với mức tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng của năm 2024, kim ngạch xuất khẩu cua ghẹ và giáp xác khác đã đạt hơn 228 triệu đô la Mỹ, tăng 67%. Trong đó, Trung Quốc đại lục và đặc khu Hồng Kông Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Canada, Hàn Quốc đang là 5 thị trường đơn lẻ nhập khẩu cua ghẹ và giáp xác khác của Việt Nam nhiều nhất, chiếm hơn 96% tổng kim ngạch xuất khẩu. Giá thu mua cá ngừ đại dương giảm mạnh, hiện loại cá này chỉ còn 60.000 đồng một ký, loại từ 40 đến 70 ký một con, giảm 15.000 đến 20.000 đồng so với giá thu mua cách đây khoảng chục ngày. Vì cá ngừ đại dương hạ thấp nên đa số tàu cá đều lỗ vốn, một số thì hòa vốn, chỉ vài chiếc là có lãi nhưng rất thấp, từ 80 đến 100 triệu đồng nên đời sống người dân làm nghề này gặp nhiều khó khăn. Sở dĩ giá cá ngừ đại dương hạ thấp do nhiều ngư dân chuyển nghề đánh bắt cá ngừ đại dương từ câu vàng sang câu đèn cao áp nên chất lượng cá giảm, không đảm bảo chất lượng xuất khẩu.